Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Bạn đang khao khát sở hữu một căn nhà mơ ước với vị trí giao thông thuận tiện và tiện ích đầy đủ, phù hợp với mức thu nhập của mình. Bạn muốn vừa được làm việc trong một môi trường hiện đại, thu nhập tốt, vừa được sống bên cạnh những người thân yêu, thấu hiểu và trân trọng ước mơ của bạn. Thúy Trần xin trân trọng giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một dự án căn hộ Mincourt Plaza với vị trí không thể đẹp hơn, nằm trên mặt tiền đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, gần kề trục quốc lộ 13, tuyến giao thông huyết mạch kết nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Dương. Việc di chuyển của cư dân dễ dàng hơn bao giờ hết. Mincourt Plaza sẽ là nơi an cư lạc nghiệp đáng sống nhất của nơi đầu tư tiềm năng nhất. Với cuộc sống đầy đủ các tiện ích, được chủ đầu tư chăm chút đến từng chi tiết, xây dựng một môi trường sống hiện đại, tiện nghi bậc nhất. Nội khu dự án được đáp ứng những nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giải trí, giáo dục. Thiết kế căn hộ siêu sang, định vị là sản phẩm tầm trung nhưng chất lượng cao cấp. Thiết kế căn hộ Mincourt Plaza vô cùng ấn tượng bởi 100% các căn hộ đều có ban công và sân phơi thoáng gió. Vật liệu bàn giao đến từ các thương hiệu tên tuổi, uy tín, đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ cao. Với mức giá tham chiếu 25 triệu trên 1 mét vuông, quý khách có thể sở hữu căn hộ đẳng cấp, được sống trong cộng đồng cư dân văn minh hiện đại. Hơn nữa, với những lợi thế vị trí giao thông kết nối, tiềm năng tăng trưởng của dự án Mincourt Bình Dương đảm bảo sẽ tăng giá được cao, mang lại khả năng sinh lợi lớn. Đặc biệt, ngân hàng hỗ trợ bảo lãnh lên tới 70%. Dự kiến hai ngân hàng bảo lãnh cho dự án là Vietcombank và VPBank. Chỉ cần chuẩn bị 30% giá trị căn hộ thì khách hàng có thể sở hữu ngay không gian sống lý tưởng. 70% còn lại, ngân hàng hỗ trợ cho vay với mức lãi suất cho các năm cực kỳ hấp dẫn. Vâng, hãy đến với Mincourt Plaza, nơi đáng sống.